Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại đường đi lên rãi và mình cũng đang đi lên rãi đây các bạn. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm khám phá đồi núi nơi mình ở để đi tìm một loại sâm. Chắc có lẽ một số bạn miền núi cũng đã biết loại sâm này rồi. Còn những bạn nào mà chưa biết loại sâm này thì cũng trải nghiệm khám phá đồi núi nơi mình ở và hãy đi tìm loại sâm này với mình trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào cái cây này để tìm các bạn nhé. Nói chung là hơi rậm. Thì mình nghĩ thì đi vào đại kêu này sẽ rất là nhiều mũi luôn các bạn. Và có bắt nữa các bạn nha. Hình như là chỗ này không thấy các bạn ơi. À đây rồi các bạn ơi. Hình như là nó đây. Đấy cái lá của nó đây. Đó chắc chắn là nó rồi đây các bạn. Cái lá nó già là nó có cái màu như thế này đây các bạn này. Để mình xem thử cái gốc này đây. Nếu mà cái gốc nó to rồi là dễ có củ lắm các bạn. Còn cái gốc nó mà nó nhỏ thì chưa có củ đây. Đây cái dây của nó đây. Không biết là gốc nó nằm ở vị trí nào. Đây, cái gốc nó đây rồi các bạn ơi. Ủa, nó cũng sao. Gốc cũng to rồi đó. Khả năng là chắc cũng có củ rồi đây. Rồi, bây giờ thì để mình phát đi. Rồi mình bươi cái gốc nó ra để coi thử là có củ không các bạn nha. Nếu mà có củ thì mình đào bụi này. Rất rậm ra thì dễ đào các bạn. À, cái dây của nó đây các bạn này. Bây giờ thì mình sẽ dùng xà beng để mình đào xung quanh các bạn nha. Đào xung quanh một đường trước, nếu mà có củ thì mình lấy cho dễ. Nó khỏi có sức củ nó khỏi bể củ nó. Đây là củ của nó đây rồi các bạn ơi. Củ này là củ già rồi. Khô rồi. Thế là bữa này chính xác là có củ rồi các bạn. Đây các bạn này. Đó, củ của nó đây. Chắc là mình phải đào rộng nữa ra chứ đào như thế này thì sức cái củ nó uổng. Rồi, để mình bươi rộng ra một tí nữa. Đó, củ nó đây các bạn. Củ này có củ rồi. Củ khá dài đó. Đây là củ nó các bạn này. Củ này khô rồi. Mềm rồi. Nó dài các bạn. Rồi, bây giờ mình đào tiếp đi. Lấy củ non đi. Đây củ nó đây rồi các bạn ơi. Củ rất dài. Trời ơi. Quá trời các bạn ơi. Dưới này nữa này. Trời ơi củ. Rồi, đúng củ rồi các bạn ơi. Dẫn quá. Rồi, đúng củ rồi các bạn. Củ nó đây. Chắc là mình phải mở rộng nữa đây. Không đúng củ nó. Đó, mình phải mở rộng ra này. Quá dài các bạn ơi. Rồi rồi, mình phải lấy rửa thôi. Mình phải lấy rửa mình bươi ra. Thì cũng nó quá dài. Đó, nó dài ra tới tận ngoài này luôn các bạn. Trời ơi, nó dài các bạn ơi. Cắt luôn cái này ra. Nó rộng khỏi bước. Đúng quá. Cái dài như vậy mình không nghĩ là cái củ nó lại như thế này. Quá dài rồi các bạn. Củ nó các bạn ơi, củ nó to lên nhiều quá. Trúng mánh rồi các bạn ơi. Không nghĩ là cái bụi này cái củ nó lại dài và to như thế này. Thì cái dài nó cũng nhỏ thôi các bạn. Nó dài các bạn chừng nào chứ mấy. Thì làm sao nghĩ mà cái củ nó lại to dài như thế này. Nhiều bụi cái dây nó to hơn mà chưa chắc là củ nó đã dài như thế này đâu các bạn. Bên này cá. Trời ơi. Đã quá các bạn ơi. Trúng mánh rồi. Thằng Minh hôm nay đi đào sâm trúng mánh rồi. Bây giờ mình phải bái lên thôi các bạn ơi. Dài quá. Nào rậm như vậy mà nó vẫn còn dài. Nên là bây giờ phải bái lên. Chắc là không bái được nguyên bụi rồi. Bụi này nó dài mà. Bụi nó quá dài. Nó bóng 50 phần đó. Đấy các bạn thấy không. Đấy củ nó đây. Đó dài nó đó mà cục to. Cãi rồi. Đấy các bạn thấy chưa.
cũng nó quá là dài luôn. Đấy, quá nhiều cũ luôn. Các bạn ơi, này đi trúng mánh rồi. Đấy, bạn thấy chưa? Đã chưa? Cụ chi chít nha các bạn. Cụ này là những cụ già rồi đây. Nó teo rồi. Cụ trên cụ dưới quá nhiều. Bây giờ mình cũng không thích đào như thế nào mà để lấy nguyên được cái bụng nó lên cho các bạn thấy cho nó đẹp mắt. Đấy, cụ nó đây các bạn. Ai chà. Quá đã. Nhưng mà vất vả. Nó mệt nhưng mà nó vui các bạn. Từ trước nay bữa nay mình mới đi đào sâm là trúng một cái bụi như thế này đây các bạn. Một bụi sâm quá đã luôn. Với một cái gốc bình thường thôi mà một bụi sâm dài khỏi bạn nói luôn. Để coi thử bụi sâm này bao nhiêu phân. 2 4 6 8 10. Khả năng là một mét dài một mét các bạn. Một mét trên một mét đó. Chứ không dưới nào. Rất là dài luôn. Tuy là mệt nhưng mà gặp bụi sâm như thế này là vui rồi các bạn. Không dễ gì mà nó thiệt chứ trải nghiệm núi đồi mà gặp bụi sâm như thế này đây. Đó, rất là dài luôn. Đó, các bạn thấy rồi. Đó. Nên là video của mình tới đây cũng xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong các video mới nhất của mình. Bye các bạn nha.